Trang mạng ABC Theater của Na Uy mới đây đưa tin có 5 nền kinh tế ở châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Italia và Thụy Sĩ bị thiệt hại đáng kể do ảnh hưởng từ cuộc xung đột kéo dài hơn một năm rưỡi qua ở Ukraine. Dẫn số liệu của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, trang mạng trên cho biết, kể từ tháng 2 năm ngoái tới nay, châu Âu đã chứng kiến giá năng lượng tăng mạnh, dòng người di cư đổ vào ồ ạt và nhiều nước phải chi mạnh tay cho quân sự. Chứ không phải hứng chịu những tác động này, năm quốc gia gồm Anh, Pháp, Đức, Italia và Thụy Sĩ đáng lẽ đã có GDP trong quý 4 2022 cao hơn từ 0,1 đến 0,7% và lạm phát cùng thời kỳ thấp hơn 0,2 đến 0,4%. Đáng chú ý, Đức là nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chuyên gia kinh tế Bloomberg nhận định, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu EU sẽ còn phải đối mặt với tình trạng trì trệ trong năm nay và có thể sẽ không có tăng trưởng GDP. Các chuyên gia ở Thụy Sĩ cũng dự đoán tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong tương lai.